Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nhổ lên thử những cái cành mà mình đã dâm cành nhàu cát á mấy bạn. Thì cái này mình cũng dâm hơn 2 tháng rồi mấy bạn. Trong cát thì nó không có nhiều dinh dưỡng á. Mình cũng có ngâm phân dinamit với lại là chất kích thích một rễ á, mình tưới nhưng mà mình thấy nó cũng không phát triển mạnh đó mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhổ lên hết nha, mình sẽ sang chậu cho nó, mình chuẩn bị một số chậu rồi nè mấy bạn. Thì lúc trước mình có chia sẻ mà dâm cành dầu cát thì tỷ lệ sống của nó rất là cao luôn nha bạn, thì bạn nào muốn thử thì các bạn có thể thử nha. Thì do những cái chậu này bằng cát nó rất là nặng luôn, mình tưới nước lâu á thì rất là dễ, các bạn không nên nhổ lên nha. Nhổ lên thì rễ này nó sẽ bị đứt hết nha mấy bạn. Rễ sứ nó còn non á, nó rất là giòn luôn nha, nó rất là dễ gãi. Mình sẽ dùng nước mình xối lên, mình chế lên cho nó xối cát ra hết rồi mình sẽ lấy cây sứ ra, chứ không nên nhổ lên nha mấy bạn. Những cái cây này á thì mình dâm cành trước, còn những cái cây này thì mình dâm cành sau mấy bạn, nhưng mà không biết rễ nó đã mọc ra chưa. Bây giờ thử nhổ lên một lượt luôn nha. Bây giờ mình sẽ chế nước lên. Cá mà các bạn nó xối lên cái là nó rễ ra rất là nhiều luôn, mà mình thấy nó cuồn cuồn sao mấy bạn, nó không phát triển được mạnh mấy bạn, nhưng mà nó ra khá là nhiều luôn. Cây này thì rễ nó ra rất là ít mấy bạn. Ít. Những cây này mình dâm sau á. Cái cây này thì có mọc ở giữa nè. Còn ở xung quanh mình thấy nó chưa có mọc rễ ra. Nhưng mà bây giờ thì trồng lại luôn. Sau này nó ra rễ thêm thì nó ra nha mấy bạn. Chứ mình trồng trong cát á, nó cũng không có tốt mấy bạn. Thì rễ nó, những cái cây này thì nó ít hơn, mọc rễ nó ít hơn những cái cây trước. Rồi. Y như vậy luôn nè mấy bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ trồng lại những cái cây này. Thì trồng lại những cái cây này thì mình dùng chất trồng là sưa dừa tro tấu rồi mấy bạn, tấu sống rồi. Mấy cái chỗ mà dựa cây cảnh người ta bán á, thì cái chất trồng này là nguyên si luôn nha mấy bạn. Nguyên si mua về, mình mua ở dựa cây kiểng á. Chất trồng mà người ta trộn sẵn sưa dừa tro trấu với lại là phân bò đồ mấy bạn, vậy mình trồng luôn. Thì cái này mấy bạn trồng lại thì không nên bón phân liền nha, mình trồng cho nó khoảng 3-4 tuần gì á cho nó rễ nó thích nghi rồi mấy bạn, nó ăn phân được rồi á thì mình rải phân dinamit lên nha. Rải phân dinamit lên cây nó sẽ phát triển rất là mạnh luôn nha. Thì một lát nữa mình sẽ quay lại những cái cây mà mình cũng dâm cành bằng cát như thế này, và mình đã ra chậu rồi mấy bạn, và mình đã bón phân rồi á, cho mấy bạn xem tham khảo nha. Rễ nó ra đều như thế này nè,
thì mình trồng lại, như thế này thì sau này nó sẽ mọc ra nó rất là đẹp luôn nha mấy bạn. Đây là những cây zin. Lát tưới nước lên được luôn nha mấy bạn. Tưới nước lên luôn. Và để ở trong cái chỗ mà cũng hơi râm thôi nha, nhưng mà không có mát quá nha mấy bạn. Để chỗ hơi râm thôi, bởi vì mà khi mà mình mới vừa nhổ lên và mình trồng lại á mấy bạn, mà để ra nắng luôn á thì nó cũng được. Nhưng mà một số cây nó yếu á, nó không hút được nước á, thì nó sẽ bị héo. Nó cái cành này, cây sứ á, cành này nó bị teo là nó sẽ bị chết nha mấy bạn, không có cứu được nha. Cho nên là mình chỉ nên để chỗ mà râm thôi, nó nóng nhưng mà nó không mát quá mấy bạn. Sứ thì nó không có chịu mát, sứ nó thân mọng nước mà nó sẽ bị thối, nhưng mà nó cũng cần ánh nắng nha. Để chỗ râm thôi, không cần nắng nhiều cũng không tốt nha mấy bạn. Tưới nước luôn và để trong bóng râm đó, vô chậu cho những cây zin. Còn mấy cây nữa mình sẽ vô chậu hết luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại những cái cây mà mình đã chăm sóc rồi, mình đã ra chậu rồi và nó phát triển rất là tốt, mình sẽ quay lại cho mấy bạn xem nha. Đây là mấy cây sứ zin của mình ra chậu được khoảng 3 tháng rồi nè mấy bạn. Ở đây có 3 cây, cái này với cái đó với cái này, là 3 cây này là lúc trước mình chiết nhánh nha mấy bạn, chiết zin đó. Lúc trước mình cũng đã từng có làm clip chiết zin những cái cây này nè. Cây này là cây kim anh nha mấy bạn, 3 cây này. Còn những cái cây này là mình lúc trước là mình dăm cành bằng cát nha mấy bạn. Đây nè, 4 cây dăm cành và 3 cây chiết zin. Thì 3 tháng rồi, thì bây giờ nó mới phát nè mấy bạn, nó mới phát, đang phát triển rất là mạnh mấy bạn. Còn cái lúc mà mình ra chậu á thì nó phát triển nó rất là yếu luôn. Thì khi mà mới vừa ra chậu á, mấy bạn tránh tình trạng là mình bón phân liền nha mấy bạn, bởi vì cây nó mới vừa ra chậu, rễ nó rất là yếu, nó chỉ cần hút nước thôi mấy bạn, hút nước cầm cự thôi, chứ không có nhiều khi mình bón phân bón rồi vô thì nó ngọt, nó thối rễ, nó hư và nó chết nha mấy bạn. Cũng không cần phải tưới kích thích mọc rễ luôn. Chất kích thích mọc rễ á, chẳng hạn như N3M hay là một số chất kích thích mọc rễ á, là khi mà mình trồng xuống khoảng 2-3 tuần á, để cho rễ nó bắt đầu nó thích nghi với chất trồng, với nước đồ mấy bạn, đồ ẩm đồ á, thì lúc đó mình ngâm chất kích thích mọc rễ á, mình tưới, lúc đó rễ nó sẽ bắt đầu nó phát triển mấy bạn. Chứ nhiều bạn cứ hỏi là mình mới vừa trồng cây, mình mới vừa trồng xuống mình tưới chất kích thích mọc rễ được hay không, thì cái lúc mà mình trồng xuống thì rễ nó cũng chưa có thích nghi được mấy bạn. Nhiều khi mình tưới thì nó gây úng và nó chết cây luôn. Cho nên là mình á, theo đó là kinh nghiệm của mình thôi mấy bạn, trồng xuống thì khoảng 2-3 tuần rồi mình mới tưới chất kích thích mọc rễ nha. Thì những cái cây này nè là ra chậu được 3 tháng rồi, bây giờ là nó đang phát triển rất là mạnh. Còn cái lúc mà mới trồng được khoảng hơn một tháng á, thì nó phát triển rất là yếu luôn mấy bạn. Cho nên là những cây zin này thì nó phát triển nó rất là chậm, rất là lâu. Những cây zin mà nó có cái củ bự á, là những cây đó giá nó rất là cao luôn nha mấy bạn, bởi vì trồng rất là lâu luôn. Những cây này bây giờ nó đang phát triển nứt da hết mấy bạn. Nứt da răng này nè, là nó đang lớn lên đó mấy bạn. Rồi, 3 tháng rồi, cây này cũng có nụ nè mấy bạn. Thì chơi những cây zin này thì nó tốt hơn, nó thích hơn là mình chơi sứ ghép nha mấy bạn. Mấy bạn mua sứ ghép về á, một là mấy bạn cắt cành ra mấy bạn dăm cành, hai là mấy bạn chiết zin,
đó mấy bạn. Sau này nó ra hoa thì nó rất là đẹp luôn. Thì đó là cái cách chia sẻ của mình về dâm cành sứ bằng cá, tỷ lệ sống nó rất là cao, mình muốn chia sẻ với các bạn á. Thì bạn nào mà lúc trước mà dâm cành sứ nó chết nhiều á, thì mấy bạn có thể thử cái cách dâm cành sứ bằng cá nha. Thôi chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn ở các video tiếp theo của mình nha.